Đang làm gì á? Anh Phúc con đang live stream bán đồng hồ. Con đang làm gì á? Mang Cô guốc vô giáo hả? Cô giáo hả? Cô giáo đang làm gì á? Cô giáo xem trả lời ta. đi làm bài tập. Cô giáo mà làm bài tập hả? Gì Làm bài tập cho học sinh. giao bài tập cho học sinh mà. Rồi cô giáo đi dạy, đi dạy đâu ạ? Rồi cô giáo biểu diễn thời trang rồi. Nãy cô giáo có biểu diễn thời trang không vậy? Ừ. Cô giáo ơi, cô giáo đi xuống mạng nè, nhanh, cô giáo đi xuống mạng rồi, cái ai đó thử thử. Cô giáo đi xuống mạng nè, nhanh. Cái gì vậy?